tạm bón hả? Hôm nay là ngày gì mà bác tạo hoa? Bán ngay ti là bán đường là 20 triệu à. Bác có vui lắm. Bác vui là xong tạo hoa cho Mỹ Tuổi Luân. Ôi trời ơi. Gà đây thì đang rang để làm canh gừng. Đây, chị nấu riêng một ít cơm gạo cho các bé. Còn anh em thợ và mấy bác cháu thì ăn mèn mén đấy, tẩu chúa. Xin chào toàn thể quý các anh chị. Chào mừng quý các anh chị đã quay trở lại video tiếp theo trên kênh Mỹ Tuổi Bến Lức. Hiện tại thì cho Mỹ Tuổi thì cũng đang trên con đường đi xuống Hoa Mạc Đá đây. Hôm nay thì thời tiết ở đây thì rất là ấm. Sương dày mù mịt luôn. Ở phía đằng dưới này không nhìn thấy cái gì, toàn một màu là màu sương, màu trắng. Sương dày quá, sương dày mù mịt luôn. Cắt làm cây trống hả anh? À, để đồ cái dầm ngang này. Dầm. Giờ kê lên để lại tiếp tục xây gạch lên tiếp. Không ta muốn để thấy chín đập bột được rồi chứ. Cái thứ hai. Ô đánh nằm đi á. Nó đi á. Đánh đi. Hôm nay đổ xong rồi không? Sao à? Đổ dầm xong là làm liên tục luôn đấy. Vâng, anh em cũng làm tiến độ nhanh, mấy anh em xoay chóng hết cả mặt, làm không ngừng nghỉ, làm ăn trưa xong là lại tiếp tục làm luôn thôi chứ không nghỉ lâu. Vâng, thấy anh em cũng vất vả nên là tí nữa sẽ đi bắt một hai con gà về để thịt mời các anh một bữa để có thêm động lực để làm nhé.
vì bà con nghèo nên chúng ta cùng nhau cố gắng. Đây, các anh đây thì cũng thấy gia đình cũng khó khăn nên là cũng không đòi hỏi nhiều. Đấy, làm là chỉ làm. Quýt cẩn thận nhé. Đinh nhiều nhỉ. Cái này mà cắt phải cái lưới kia thì hỏng luôn đấy. Hỏng đấy. Ừ. Hôm nay thì thời tiết ở trong này thì rất là âm u luôn các bác ạ. Hôm qua thì tối hôm qua thì cũng có mưa nên là hôm nay thì ở trong này là thời tiết âm u không nhìn nhờ. Tầm xa thì rất là khó nhìn luôn này. Như cái cây ở phía bên dưới cách đây tầm khoảng 30 mét nhìn thấy mờ mờ ấy. Còn cái cây mà mọi hôm mà nhìn thấy đấy là hôm nay là không thấy gì luôn, nhìn thấy trắng bốp luôn. Đấy, xung quanh đây đấy, cũng được tối qua mưa nên là hôm nay cây ngô đây là vẫn đang còn nước mưa này đọng trên này. Ngô bắt đầu phát triển. Như các bác thấy đây á, là mọi người đây là cũng trồng, trồng đấy là ngô này. Rồi ở bên kia thì có cả cây đậu nhé. Bên kia rau tam giác mạch đấy. Đây, trồng xen ké luôn. Sương mờ mù mịt. Mấy anh em làm không ngừng nghỉ để ngôi nhà đây sớm ngày được làm xong, để gia đình nhà anh Ná đỡ phải đi lên ở nhờ phía bên trên nhà bên trên nữa nhá. Đây, bây giờ mấy anh cũng làm không ngừng nghỉ luôn, ăn trưa xong là lại tiếp tục làm luôn. Thì qua đây thì cháu Mỹ Tủa cũng rất là mong muốn rằng là cũng sẽ được sự chung tay của quý các anh chị ấy trong nước và ngoài nước cùng giúp đỡ cho bác trưởng thôn để có tiền mua vật liệu để sửa lại ngôi nhà của bác ấy. Như hiện tại cái mái tôn mái bơ lô của bác ấy thì cũng có những cái tấm thì cũng bị vỡ rồi. Đấy, cũng bị vỡ nên là cũng rất mong là cũng sẽ được sự chung tay của các quý ông bà cô bác anh chị trong nước và ngoài nước cũng sẽ ủng hộ cho bác kinh phí để sẽ lập mái tôn lên và cũng mua thêm vật liệu để sửa lại ngôi nhà của bác để cho cao giáo lên. Vì là hiện tại thì cái chỗ khu vực nhà bác ấy, thì có cái điểm mà ở bên trong góc tường cũng bị nứt. Đấy, nứt từ dưới móng lên tận trên nóc luôn rồi. Đấy, thì nó cũng rất là nguy hiểm. Nên là cũng rất mong được sự chung tay của quý ông bà, cô bác, anh chị đấy, trong nước và ngoài nước cùng nhau chung tay để giúp đỡ cho bác trưởng thôn sửa lại ngôi nhà của bác để
bác cũng sẽ yên tâm hơn để mỗi khi đi giúp bà con thôn bản ở khu vực Hoang Mạc Đá đây nhé. Nhưng hôm nay thì cũng có bác đấy, cũng bác Michael đấy, là bác mà Mike mà hôm Mỹ Tuổi cũng hay nói, thì bác cũng có nhắn là cháu Mỹ Tuổi cũng hỏi, và cũng ấy thì bác cũng bảo là tên tiếng Anh của bác gọi là Michael đấy, thì cháu cũng xin lỗi bác rất nhiều, cũng nói không được chuẩn, nên là cũng mong bác thông cảm, hết sức thông cảm cho cháu. Thì hôm nay thì bác cũng có gửi về rồi số tiền là 22.120.000 đồng. Đấy, thì bác cũng có dặn cháu Mỹ Tuổi rằng là 20 triệu thì sẽ chuyển cho bác trưởng thôn để bác sửa lại nhà, còn không đủ thì cháu Mỹ Tuổi cũng sẽ kêu gọi thêm để giúp cho bác trưởng thôn. Còn 2 triệu hơn 2 triệu tiền cái số dư đấy thì cũng sẽ ủng hộ kênh của cháu Mỹ Tuổi. Là qua đây cháu Mỹ Tuổi cũng xin chân thành cảm ơn bác Michael rất nhiều. Đấy, cảm ơn bác đã giúp đỡ bác trưởng thôn và cũng giúp đỡ ủng hộ kênh. Và cháu cũng xin kính chúc bác và gia đình sẽ luôn luôn có một bầu trời sức khỏe, đấy, vui vẻ, hạnh phúc. Và chúc bác trong năm 2024 đây cũng sẽ làm ăn phát đạt, đấy, và cũng gặp nhiều may mắn trong công việc nhé. Hiện tại thì ở đây thì Sương đây, mấy anh em vẫn làm không ngừng nghỉ đấy, cố gắng để sớm ngày hoàn thiện ngôi nhà của anh Ná năm con đây. Anh Ná mua 2 con gà về để tí à. Một con to hơn tí ấy, là con đấy luộc nha anh nhá. Con bé một tí thì làm canh gừng đi. Làm bát canh gừng uống cho nóng người. Hôm nay thời tiết âm u quá. Đạp vứa để chuẩn bị lên gạch. Thấy các anh vất vả nên là hôm nay mời các anh ăn một bữa thịt gà. Con to một tí là luộc nhá. Xong rồi con bé một tí kia thì chặt ra xong rồi làm canh gừng cho các bác uống cho nóng người. Để làm cho khỏe. Không thấy mấy hai anh hôm nay là làm liên tục nên là cũng mệt. Cũng muốn để giúp cho anh làm ngôi nhà sớm ngày hoàn thiện, làm không ngừng nghỉ. Anh tưởng mấy hôm nay mệt quá về không ngủ với vợ tách giường luôn à. Thôi làm xong là bồi bổ sau. Lát nữa là đổ luôn chứ nhỉ. Ui gạch đấy nguy hiểm lắm đấy. Sao mà lắc thế? Anh không kê vào. Em vào lắc ấy. Lắc này. Cẩn thận. Đây là lên gạch luôn. Cửa đây là làm bằng cửa sắt hết, cũng đổ hết khung như vậy để mình làm cái cửa sắt vào thì đẹp hơn. Sẽ gọi thợ đi vào đây để đo lấy kích thước xong rồi đi làm.
Sao anh? Cái gì không đủ? Ván không đủ á? À, cây trống hay ván ấy? Cây trống à, tưởng ván kia vẫn còn mà bảo không đủ. Với cái tốc độ như thế này thôi thì chắc là vài hôm nữa là cũng sẽ xong nhà thôi các bác. Đấy, cũng các anh thì cũng rất là nhiệt tình làm mà thâu trưa luôn đấy, ăn cơm xong là đi ra làm luôn đấy, cũng rất nhiệt tình nên là hôm nay mới tổ cũng mua gà và để ăn cùng các anh đây một bữa để động viên các anh, vì là mẹ các anh đây là làm cũng không ngừng nghỉ luôn nên là cũng mệt. Nên là các anh cũng muốn này làm nhanh để cho các anh Ná và gia đình để được sớm vào nhà mới nhá. Sớm xong nhà thì các anh đỡ phải đi ở nhờ ở trên cái nhà ở phía đằng bên trên này nhé các bác nhé. Bây giờ hiện tại là đang ở nhà anh Ná là đang ở nhờ ở trên đấy. Đấy, qua đây thì cháu Mỹ Tủa cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các ông bà, cô bác, anh chị cũng luôn ủng hộ kênh cháu Mỹ Tủa. Và cũng có các bác, các cô, các chú và các anh chị ấy cũng có gửi tiền để ủng hộ kênh, để cũng có kinh phí đi mua thức ăn đi vào thôn bản, đi vào những nhà nghèo và giúp đỡ anh em thợ để có tiền ăn uống. Đấy, qua đây thì cháu Mỹ Tủa cũng xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người nhé. Mỹ Tủa xin chúc tất cả quý ông bà các anh chị sẽ luôn luôn có một bầu trời sức khỏe và luôn đồng hành cùng kênh của cháu Mỹ Tủa và cũng luôn đồng hành cùng bà con thôn bản ở khu vực Hoang Mạc Đá đây nhé. Hái rau cải đâu về đây anh? Ui, hái ít thế làm sao đủ ăn? Hả? Hái đi làm tẩu chúa thôi này. À, hái lại hôm nay lại có món tẩu chúa à? Vâng. Ây da, ăn liên tục đấy nhỉ? Vâng. Ây ui, đường trơn quá. Xít ngã. Đi lên trên thôi mà. Thế tẩu chúa nấu chưa? Chưa. Bây giờ mới bắt đầu nấu á? Đây, vợ anh Ná cũng đang quét nhà. Bây giờ là mọi người đang chuẩn bị để nấu cơm trưa cho mấy anh em thợ. Đấy, hôm nay chủ nhật nên là các bé ở nhà hết đấy nhỉ. Nghe. Ai cũng tô son đỏ chót thế này. Đây là đứa cú nào là con của anh đấy? Bé nào ấy? Con à? Đây à? Bé này à? À, bé này bé cả à? Vâng. Còn bé thứ hai đâu? À, còn hai bé kia? Hai bé kia là của chị này à? Vâng. À, của chị chủ nhà. Vâng. Hai bé này và một bé đây nữa. Thế còn một bé nữa là bé trai kia là bé thứ tư à? Bé trai ngủ rồi. À, thế là bốn gái một trai nhỉ? Vâng. Ờ. Đủ rồi. Để nữa. Không để nữa à? Vâng. À, bây giờ bảo chị đi ra viện, ra bệnh viện huyện đấy, xong đi đặt vòng vào đi, đừng có đẻ nữa, đẻ nhiều khổ lắm. Bé tí tẹo teo mà mồm đỏ chót thế này. Nhé. Yeah. Vậy bé tí tẹo teo mà mồm đỏ chót. Đi lấy son ở đâu ra để nghịch thế này. Đây là đậu để chuẩn bị ngâm qua. Có phải ngâm qua không anh Ná? Có à? Nhưng mà giờ mới ngâm thì chả muộn à? Hay là rửa thôi? Nhanh mà. Rửa thôi phải không? Có. À, rửa qua xong là sẽ dùng cái máy kia để sát ra.
làm tẩu chúa. Ăn chưa? Để không lấy nước rửa à? Lấy nước rửa hay là sát khô thôi à? Thế bảo là vừa bảo là lấy nước rửa xong mới sát à. Thế không biết làm thì bảo các chị em làm vô. Các bé chơi hồn nhiên, vui vẻ, không phải suy nghĩ gì. Sát ra như thế thôi à? Bây giờ nghiền xong như thế là mới lấy nước cho vào rồi mới lại sát lại một lần nữa bằng có cả nước đấy nhé. Có cả để tí làm tộc chúa nhà cũng có hái được ít rau tam giác mạch này, thì sẽ nấu một bát canh rau tam giác mạch đây để ăn. Các bé hôm nay được ngày chủ nhật nên là được nghỉ ở nhà. Chống vào tàu. Con đấy chặt để tí làm canh gừng. Còn một con to hơn thì con đấy để tí luộc. Tí cháu Mỹ Cửu cũng sẽ gọi bác trưởng thôn xem mà bác rảnh thì cũng đi lên đây để ăn cơm cùng anh em thợ đây. Thì các anh em đây là làm cũng được tuần rồi. Đấy, mọi người ai cũng cố gắng để làm xong ngôi nhà sớm nên là làm không ngừng nghỉ cũng rất là vất vả. Nên là tí Mỹ Tuổi cũng sẽ gọi bác trưởng thôn lên đây để ăn cơm cùng mọi người. Tí chân với lại cổ cánh đầu điếc là chặt hết.
Không lọt à ai? Cô to à? Hả? Ờ. Thế là thấy nó bung bung ra. À, tìm mẹ. Thế là hiểu chuyện nhau mà nên nói chuyện không. Chuyện không. Thảo ở thật đọc tạm rồi. Thảo tiếng tàu là thế là hiểu rồi. Không thảo. Thì bọn ta kiểu là... Ờ, thảo tiếng là chỉ sao là má. Thì mặt thông. Ờ, mặt thông mà. Ồ. Cái này chút gì? Ừ. Cái hôm nay chỉ trông tàu gì? Ờ, chỉ trông hay rồi. Tất cả là dù... Dù bốn lắm à. Đang đảo bê tông để chuẩn bị đổ dầm trên. Ở đây thì lại bổ sung thêm sỏi nữa. Sỏi hơi ít. Anh trai này khỏe đấy. Người toàn cơ ơi. Nha. Yeah. Cơ bụng chắc sáu múi đấy nhỉ. Yeah. Anh tên gì nhỉ? Anh tên Chứ. Anh tên Chứ à? Vâng. Còn anh trai kia? Bó. Bó. Có vẻ hơi ngại nói chuyện. Bây giờ đảo xong rồi cũng đổ trên đấy luôn. Đổ xong rồi dầm đây là ăn cơm. Bây giờ thì sương cũng đỡ hơn rồi. Lại nhìn thấy hai cái cây đa kia rồi. Cây kia là cây đa nhỉ? Cây cổ thụ. Ôi, bác bó đây à?
Chào bác Bó nhá. Vâng. Hôm nay có một cái tin vui cho bác đấy. Tạm bón hả? Hôm nay là ngày gì mà bác tạo hoa? Bán nghe ti là bán đường 20 triệu à. Bác có vui lắm. Bác vui là sao tạo hoa cho Bí Tửa Luân. Ôi ơi. Rất là hài lòng. Rất là hài lòng. Đấy thì cũng có bác Michael ở bên Mỹ ấy, thì bác cũng có gửi 22 triệu. Vâng, là bác mà hôm mà cháu bảo là Mike đấy thì không cháu cũng không đọc được tiếng Anh ấy, nên là cứ bảo là gọi là bác Mike đấy, nhưng mà bác cũng Mỹ Tuổi cũng có hỏi lại rồi bác là Michael. Thì bác cũng có gửi về là 22 triệu 120 nghìn, nhưng mà hỗ trợ bác là 20 triệu, còn số dư đấy là hơn 2 triệu, đấy là ủng hộ kênh của Mỹ Tuổi, ủng hộ kênh cháu. Thì cháu cũng vừa mới gọi điện cho bác đấy, thì bác lên đây bác vui quá chơi cho một bó hoa đây các bác. Vui không bác? Đấy, được bác Michael hỗ trợ 20 triệu còn để sửa lại nhà bác, lập lại cái mái tôn. Nhưng mà nhà bác nếu mà xây thì lại phải đập cái chỗ mà bị nứt kia ra. Nếu mà làm được thì đập hết gạch đi, xong rồi phải đổ dầm. Đổ dầm xong rồi cái chỗ đằng bên kia thì phải, vâng, kè móng lại. Coi như làm là làm mới luôn đấy. Bỏ gạch ra xong rồi coi như lại xây là lại xây mới luôn đấy. Đấy. Bác trai. Bán gì? Bán Michael. Bán Michael. Thì hôm nay là tôi nghe tin là bán rất là cuộc trong gia đình tôi. Tôi rất là hộp cảnh. Mà bán ra giấu từ 20 triệu để cho tôi sửa nhà là tôi xin chân thành cảm ơn. Michael rất là, tôi rất là mừng và rất là vui, rất là hài lòng. Đấy thì các cô bác ở trên kênh của Mỹ Tuổi ấy, thì ai mà thơ tôi thì sẽ muốn ngờ và giống một tí nữa. Vâng. Thế thì tôi làm được một cái nhà để hơn chất chám một tí là tôi rất là hài lòng, mà tôi rất là thơ các cô các bác các cái mảnh thành cua mà các cái nhà học tâm. Vâng. Rất là nhiều. Vâng. Thế thì tiền là nếu mà mai cháu vào thì cháu sẽ rút cầm vào cho bác, hay là cháu cứ cầm ở đây để hộ mua vật liệu. Khi nào mà cần làm thì để mua vật liệu. Để cháu cầm xong cháu hộ giải luôn á. Ấy à. Hay cứ đưa cho bác đi. Đưa bán thì sợ bán tiền nó không đóng được đích thì nó không làm được. Thế thôi cháu giữ hộ xong là hôm nào làm thì cháu hộ. Bác ủng hộ cái này là tôi đùa cái nhà là tôi không cần mà được tiền đâu. Được cái nhà là tốt nhất rồi. Được cái nhà tốt nhất rồi phải không? Hôm nay được bác tặng hoa cho. Đấy bây giờ lại đi vào trong nhà. Đây hôm nay đang đổ dầm. Mấy anh đang đổ dầm. Cháu cũng có mua gà lên trên rồi, bảo anh ná đang nấu ở trên 2 con. Đây, một con thì làm canh gừng. Đây, hôm nay cũng hơi lạnh. Có, đang nấu cơm ở trên. Mấy anh em đây làm liên tục cũng làm vất vả, nên là thôi hôm nay mời các bác một bữa thịt gà. Cũng được các cô bác cũng gửi tiền để cho Mỹ Tuổi để vào thôn bản thì mua đồ ăn và giúp đỡ. Và cũng đây thì hôm nay Mỹ Tuổi cũng xích lên số tiền đấy để mua gà vào để mời các anh đây một bữa, để cho động viên tinh thần các anh để cùng nhau hoàn thành sớm ngôi nhà của anh Ná đây. Nụ cười nở trên môi của bác bé, bác rất vui.
Đã lâu lắm rồi mới được nhận hoa như thế này. Đẹp không bác? Thế tương lai thì có bác muốn xây kiểu này hay là xây kiểu khác? Xây kiểu này thôi. Xây kiểu này thế à? Đang nghĩ là xây kiểu này là rất là sáng rồi. Đủ cột luôn chứ không cần cột gỗ nữa. Nhưng mà nếu mà bác làm thì chỉ làm hai cột thôi nhá, xây hai cột như nhà này thôi nhá. Nhưng mà nhà của bác nếu mà làm thì phải hai buồng nhá. Đây xây hai buồng như buồng bên này này. Nhất trí luôn à? Đấy. Nếu như nhà của bác có ấy, thì làm thì phải đổ lại dầm, bỏ hết gạch, đập hết gạch ra xong đổ lại dầm. Đây. Bác rất hài lòng hả? Thế bây giờ mình di chuyển đi lên trên nhà của anh Ná xem nào. Nấu cơm xong chưa? Lên trên đấy xem nấu cơm như thế nào rồi. Để chuẩn bị các anh ấy đủ xong là lên ăn cơm là vừa. Mọi người cũng làm cả buổi sáng nên là cũng đói nhưng mà mệt. Đường hôm nay hơi trơn. Ôi đi đâu rồi? Đây tàu chúa thì cũng đã nấu xong rồi. Ui chơi hẳn một là chảo luôn. Đó. Đây gà luộc xong rồi ở trong trong chảo này à nằm trong nồi và chưa ôi vớt ra đi không tí lại bị bong hết ra. Để cháu ấy cho, để tí cháu chặt cho để vớt ra đấy. Rồi. Đây gà đây thì đang rang để làm canh gừng. Ít để mua cho cuộc khách đi kéo đi giả. Ơ cô quân. Ui không sao đâu bác. Triển khai đủ luôn. Đổ luôn hả anh? Đổ luôn. Ờ. Chơi luôn cho nóng. À. Bắt đầu đổ dầm này trước rồi mới đổ dầm phía đằng bên kia nhá. Đây. Chỗ
Có gì cười tươi thế anh? Hả? Anh Cửa? Có gì cười tươi đấy? Ê, gái gọi à? Hay là người yêu gọi à? Là thế này gái không thích à? À. À. Cười tươi tưởng là lại có em nào gọi. Chiều tí cho các bác làm việc cho đỡ mệt. Nha. Yeah. Ôi. Nói chuyện với các bác chiều tí để cho mọi người làm việc đỡ buồn. Nhìn mặt vẫn cười cười ấy. Mẹ đó mà. Ừ. Đổ xong là ăn cơm luôn đấy nhỉ. Vâng. Gà. Ôi, chặt to một tí. Anh chặt tiết kiệm thế. Lâu không chặt gà, căng thẳng quá. Run à? lâu không được chặt thịt gà rồi nên là run. Thấy các bé thấy thịt gà là đấy, về đây luôn. Gà này chọc xong muối đấy nhỉ. Ở lại sóc muối rồi. Muối đâu? Lấy muối sóc muối luôn. Muối hạt to. Màn sóc muối. Có lá chanh nữa mà nhỉ? Cho tí lá chanh vào là thơm phức. Ở dưới nhà anh có một cái cây chanh ở đằng chỗ nhà bếp ấy. Có mà. Có cây to đùng đấy. Anh Ná đang đi hái lá chanh. Đấy. Ui, được trơn quá. Lá chanh. Rồi, thái nhỏ vào xong rồi để vào trong đấy thôi.
Được đấy nha. Được rồi. Rất là ngon luôn nha. Lại cho lên đĩa. Vâng. Đây chị đang lấy tẩu chúa nhá, múc tẩu chúa này. Ngon luôn. Nóng hổi. Đây tẩu chúa mềm mén. Đó. Hôm nay có thêm món thịt gà. Trời 20 mới đủ nha các bác nhá. Thì là các anh em thợ nữa. Nên là phải 2 mâm và các cháu nhỏ đây nữa. Cái ô mày mén này siêu to đấy, đầy ú luôn, tộc chúa, thịt gà, sóc muối lá chanh. Còn canh gà nữa, bát canh gừng. Úi dồi ôi, gừng. Chơi bát canh gừng này cho nóng người. Nóng đấy. Đố hơi chật à? Ờ, đó. Ăn cơm, ăn cơm này, cho các cháu vào ngồi nữa đi. Một số ngồi đây nữa này. Ít cho giàu nữa mà. Muối, ăn cơm đi. Bác trưởng thôn phải đi mời các cháu đấy. Đấy vào ngồi ăn cơm đi, cứ ngại. Vào ngồi đây, vào ngồi ăn cơm đi. Đây chị nấu riêng một ít cơm gạo cho các bé. Còn anh em thợ và mấy bác cháu thì ăn mèn mén đấy, tẩu chúa. Ăn cơm đi. Thế anh nắng ngồi đây luôn. Ăn cơm đi, ăn cơm đi. Vâng. Ăn cơm đi nhá. Mời các bác nhá. Trong cái tuổi xin kính mời toàn thể quý các bác chị cùng ăn cơm cùng gia đình. Và bác trưởng thôn đấy. Mời các anh nhá. Thưa bác à, đây bát của em đây, thưa một đây, thưa một cái bát. Thì ở đây là anh ơi, thì ở đây có này, có rồi, có mà ở đây này, đũa nó đủ chưa? Đũa đi ra nhá. Vâng. Đây là canh gà nấu canh gừng này. Rồi, mời các bác nhé. Vâng ạ, ăn cơm đi bác ơi. Đây, mèn mén. Mèn mén trang canh tẩu chúa. Cô quá.
Thịt này bác ơi. Thịt này, thịt gà này. Hôm nay mấy anh thì làm cũng lâu lâu rồi mệt thì với hôm nay ưu tiên mời các bác một bữa thịt gà, mai lại ăn cá bám tiếp. Không, mấy anh làm cũng vất vả, làm không ngừng nghỉ để muốn làm xong ngôi nhà của anh Lá sớm ấy, thì cố gắng làm. Cũng thấy các anh vất vả với mưa. Ăn cơm nhá. Hứa lão tổ đây không ăn. Mén mén tổ chúa. Ăn cho no nhá. Giờ chiến đấu xong, mọi người nghỉ ngơi tí xong rồi lại tiếp tục làm tiếp. Bây giờ Mỹ Thuật cũng sẽ kết thúc thức phim này của Mỹ Thuật tại đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý các anh chị vào những video tiếp theo. Lại bổ sung thêm canh gà đấy. Uống kiểu này nó ấm người. Canh gừng này. Bao no rồi đấy. Làm thêm bát nữa. Có một bát rồi thì làm sao no nữa. Cố gắng ăn lên để lấy sức, để giữ gìn sức khỏe để còn hộ bà con. Hai bát còn cố rồi. Một bát còn cố. Ngon như thế thì chỉ ăn được hai bát. Khó ăn ngon đấy, ăn no đấy, ăn no để còn lấy sức.